Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yohong Food. Thank you for your watching Yohong Food Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm canh bí đỏ thịt bằm nha các bạn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có cái đây mình sẽ cái đây là 500g bí đỏ này các bạn. Bí đỏ các bạn mua về sẽ gọt vỏ và chúng ta sẽ cắt khúc như thế này. 150g thịt bằm. Đâu nêm rất đơn giản các bạn, chỉ có ngò gai, ngò ôm, sử dụng đây là ngò rí. Các bạn có thể sử dụng hành lá cũng được các bạn. Gia vị gồm có muối, tiêu, đường, hạt nêm. Rồi mình bắt đầu đi vào sơ chế nguyên liệu các bạn. Bắt đầu nấu canh các bạn. Nướng một canh dầu ăn. Nướng một canh bỏi các bạn. Mình sẽ cho thịt bằm vào các bạn. Thịt đã xanh rồi các bạn. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cho phần bí đỏ vào để mình xào. Khi mình xào bí đỏ như thế này thì bí đỏ chúng ta lúc mà mình hầm nó rất là nhanh chín các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 2 lít nước. Canh sôi rồi các bạn, bây giờ mình rút bột. Tiếp theo mình sẽ đem vào đây 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh hạt nêm. Nấu được 10 phút rồi các bạn. Đó. Chín rất là ngon rồi, ngon lên rồi các bạn. Cho rau lên vào các bạn. Bí rất là ngon. Rồi clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.